Chào anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, khi mắc bệnh viêm loét dạ dày hay các bệnh về dạ dày nói chung thì chúng ta nên cần tránh những thực phẩm cay nóng, rượu bia hay là hút thuốc lá. Bên cạnh đó thì một số thực phẩm tốt cho người mắc bệnh dạ dày cũng vô cùng được quan tâm. Vậy những thực phẩm đó là gì? Thì mời quý vị cùng theo dõi clip dưới đây. Những loại thực phẩm tốt cho dạ dày. 1. Táo, hành tây và cần tây. Theo một số nghiên cứu để ngăn chặn sự tiến triển của nhiễm trùng H. pylori, bạn nên ăn những thực phẩm giàu flavonoid. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, kiểm soát các phân tử hóa học phản ứng tác gốc tự do trong cơ thể. Điều này lần lượt ngăn chặn viêm, một lợi ích bất cứ ai bị viêm dạ dày nên ăn. Ăn nhiều thực phẩm giàu flavonoid như nam việt quất, hành tây, táo và cần tây sẽ đem lại lợi ích không nhỏ cho dạ dày của bạn hãy thêm vào khẩu phần ăn các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa khác như anh đào và quả việt quất. Cà chua có đầy đủ các chất chống oxy hóa, nhưng chúng cũng có tính axit trong tự nhiên và bạn nên hạn chế ăn nếu bị viêm loét dạ dày. 2. Cải xanh Một trong những nghiên cứu trên động vật, chuột bị viêm dạ dày được cho ăn cải xanh. Những con chuột cho thấy sự cải thiện đáng kể vì giảm viêm và ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Đây cũng là loại rau giàu chất xơ, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. 3. tỏi trong danh sách các loại thực phẩm kháng khuẩn, giúp tiêu hóa tốt, không thể thiếu tỏi. Giống như bông cải xanh và các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa khác, nó cũng có thể ảnh hưởng đến nhiễm trùng H. pylori. Nghiên cứu trên động vật đã thấy rằng, chiết xuất tỏi có thể giúp ngăn ngừa viêm dạ dày do H. pylori gây ra. Bên cạnh đó, tỏi cũng giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn, giảm gánh nặng cho dạ dày. 4. Trà xanh Các nghiên cứu cho rằng catechin trà, hợp chất chống oxy hóa trong trà, có thể giúp chống viêm dạ dày. Đáng tin cậy, catechin trà có thể hoạt động hay có tác dụng nếu sự gia tăng tỷ lệ chủng vi khuẩn dẫn đến kháng sinh. Bên cạnh đó, trà xanh cũng có tác dụng làm dịu cơn đau dạ dày. Bạn cũng có thể thay thế trà xanh bằng trà hoa cúc cũng rất tốt cho người bệnh dạ dày. 5. Sữa chua Probiotic hoặc một số loại thực phẩm lên men nhất định đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng có thể cung cấp đường ruột của bạn rất nhiều vi sinh vật sống, có lợi để tăng khả năng miễn dịch. Tiểu thụ các loại thực phẩm probiotic như sữa chua, kim chi, dưa cải bắp. Những vi khuẩn tốt này có thể giúp chống viêm lét dạ dày. 6. Hạt ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu. Chất xơ có thể giúp cải thiện tiêu hóa và giảm viêm dạ dày. Nên thêm nhiều chất xơ vào chế độ ăn uống của bạn cùng với nhiều nước. Trái cây, rau tươi, ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch, đậu lăng, đậu Hà Lan và đậu là những thực phẩm giàu chất xơ nhưng vẫn chứa một lượng chất dinh dưỡng vừa tốt cho dạ dày vừa khỏe người. 7. Lá rau xanh đậm và rau biển Thực phẩm đóng gói với canxi và vitamin B như rau lá xanh đậm, cải xoăn hay rau bina và rau biển đều tốt nếu bạn không dị ứng với chúng. Viêm dạ dày mãn tính có liên quan đến thiếu hụt vitamin B12 do sự hấp thu kém của vitamin trong ruột. Bổ sung chế độ ăn uống với vitamin là lựa chọn tốt bạn nên thực hiện. 8. Thực phẩm chứa chất béo và protein lành mạnh. Các protein lành mạnh có thể giúp sửa chữa thành ruột và điều trị các vấn đề tiêu hóa như hội chứng ruột bị dò rỉ có thể gây viêm. Các nguồn protein sạch tốt bao gồm thịt động vật cho ăn cỏ, cá đánh bắt tự nhiên hoặc da cầm chăn nuôi. Cá như cá hồi hoặc cá mòi đặc biệt có lợi ích vì chúng là thực phẩm giàu omega 3, có tác dụng chống viêm, đem lại lợi ích cho người bị viêm loét dạ dày. Các chất béo lành mạnh dễ tiêu hóa bao gồm dầu dưa, dầu ô lưu, bơ làm từ sữa bò chăn nuôi hữu cơ chín, cam thảo, cây thì là hoặc hồi. Đây là những thực phẩm tốt cho người bệnh đau dạ dày. Cam thảo là một vị thuốc dân gian được sử dụng nhiều trong điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa như viêm, loét và trào ngược dạ dày. Dễ cam thảo chứa một hợp chất gọi là glyceridic, được biết đến với tác dụng làm dịu dạ dày và tăng cường khả năng trong đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, hợp chất này được chứng minh có đặc tính chống viêm chống đái tháo đường, chống oxy hóa, chống u, kháng khuẩn và chống virus. Trong khi chiết xuất cam thảo đem lại nhiều lợi ích, thì ăn thì là và sử dụng gia vị hồi cũng mang lại lợi ích không nhỏ. Liều khuyến cáo của chiết xuất cam thảo khác nhau từ người này sang người khác, nhưng hầu hết mọi người đều có thể dùng khoảng 3 gram mỗi ngày trong khoảng 4 đến 6 tuần. Tuy nhiên, hãy gặp bác sĩ nếu bạn có bất kỳ tương tác gì với cam thảo. Vâng, những thực phẩm trên đây là những thực phẩm vô cùng tốt cho việc bạn bảo vệ dạ dày cũng như là hỗ trợ điều trị dạ dày. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.